Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta bắt đầu với các bài tập của Unit 13 các bạn nhé. Bài tập của Unit 13 là Activities, là chúng ta sẽ bắt đầu với phần A là phần Sports, là phần những môn thể thao đó các bạn. Thế thì bài tập 1 của phần A là người ta yêu cầu mình làm gì các bạn? Bài tập 1 người ta yêu cầu mình là viết những cái trạng từ tương ứng. Đó, đây là trạng từ này. Đó, bên này là tính từ viết những cái trạng từ tương ứng với những cái tính từ bên cổ bên này và đương nhiên chúng ta sẽ những tính từ là người ta đã viết cho mình rồi đó người ta đã hoàn thành cho mình rồi và bây giờ mình sẽ viết trạng từ bên này thì cái này rất là dễ các bạn nếu mà chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ thôi chứ cơ bản tính từ thì thêm trạng từ thì chủ yếu là thêm cái đuôi ly đúng không, các bạn nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ ví dụ bên này là tính từ là good là tốt thì bên này là well đó các bạn nha đó chúng ta thấy những trường hợp ngoại lệ thế này thôi còn cơ bản đó là 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 ai hết các bạn cơ bản thì nó dễ lắm rồi ví dụ bên này là bad thì bên này là gì mình cho các bạn xem đây đó bên này là cột tính từ còn bên này là có trạng từ đây mời các bạn đây đầu tiên đó good bên này là Wow, bên này bad bên này là badly bên này slow bên này slowly bên này là quick đây là bên này là quickly bên này safe bên này là safely bên này skillful bên này skillfully bên này sudden, bên này là suddenly, bên này là dangerous, bên này là dangerously. Đó, như vậy các bạn thấy rất dễ đúng không nào? Những cái này, những chữ này là chúng ta làm nhanh thôi. Các bài tập số 1 này rất là đơn giản đúng không nào? Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ. Sau này có một vài trường hợp ngoại lệ mà tính từ mà chuyển sang trạng từ không có thêm đu ly thì gặp tới đâu mình hướng dẫn các bạn tới đó nha. Trong này có một trường hợp đặc biệt là từ này, từ good, good là chuyển sang well, Wow, ok chưa? Rồi, đó là bài tập số 1 các bạn. Và Chúng ta tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 là người ta đề nghị mình làm gì các bạn? Đây, bài tập số 2 á là người ta đề nghị mình á là hoàn thành những cái câu này. Đây, hoàn thành những cái câu này mà đầu tiên á, cái câu đầu tiên á là người ta đã hoàn thành cho mình rồi. Đây. Việc chúng mình, việc của chúng ta còn lại là từ câu B trở đi đó từ câu B trở đi câu từ câu này và chúng ta thấy phần lớn là chúng ta chọn trạng từ tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn này bởi vì á, là các bạn biết được rằng điều rằng là là cái trạng từ nó đứng liền sau động từ các bạn thấy chưa đây là động từ này sau này các bạn cái kỹ năng phân loại từ nó rất là quan trọng các bạn sau này mình sẽ chỉ các bạn ở những cấp cao hơn các bạn sẽ làm tiếng anh rất là tốt tính từ á, nó đứng sau động từ to be hoặc nó đứng trước danh từ nhưng tính từ không thể đứng sau động từ thường được các bạn nhá. Nhớ đấy, làm cái gì hay là gì đây? Ví dụ bơi thì không thể bơi đẹp được là không dạ. Ví dụ bơi này, ví dụ bơi này kỹ năng thì không thể dùng là skillful được các bạn nhá. Thì bơi đây là động từ. Trạng từ nó phải đứng liền sau động từ này, nó bổ nghĩa cho động từ. Khi đóng vai trò là bổ nghĩa cho động từ thì trạng từ mới mới được bổ nghĩa cho động từ. Còn tính từ không được bổ nghĩa cho động từ trừ động từ to be các bạn hình dung được chưa? Đó, ví dụ tôi đẹp trai I am handsome Thì handsome là tính từ Thì nó bổ nghĩa cho tôi đẹp trai là chữ I am Bổ nghĩa cho động từ to be là I am Hay là anh ấy đẹp trai He is handsome đó Handsome bổ nghĩa cho động từ to be là is Bạn hình dung được chưa Còn động từ thường thì không có tính từ nào bổ nghĩa được cho nó hết Nhớ chưa các bạn Rồi bây giờ chúng ta xem câu mẫu người ta nè anh của tôi là một vận động viên cầu thủ còn cầu thủ vườn vượt rất là giỏi rất là tốt đó thấy cái tính từ chưa tính từ nó bổ nghĩa cho danh từ các bạn đã chưa đó danh từ này nó bổ nghĩa cho cộng danh từ này đó tính từ này nó bổ nghĩa nhưng anh ta chơi không thể chơi tốt good được nữa đó các bạn thấy chưa mặc dù đây là good này tính từ này trạng từ nó là đây nhưng anh ta chơi tốt thì không thể dùng là chơi good được nữa mà buộc phải dùng trạng từ để bổ nghĩa cho từ chơi này các bạn thấy chưa đó rất là hay đúng không nào tương tự như vậy chỉ của là chỉ của bạn Lan là một vận động viên bơi nhanh đó bơi lội rất là nhìn quick này tính từ đó tính từ này bổ nghĩa cho danh từ này vận động viên bơi này các bạn thấy chưa đó mình hồi nãy mình nói là có ngay lượng thấy chưa rồi cô ta bơi rất là nhanh à, vậy từ quick này ta chuyển sang trạng từ là quick đó bạn nhớ chưa quickly đó hồi nãy chúng ta nhìn thấy rồi đó quickly nhớ quick phải bung cho được âm này các bạn nha đó vậy thôi bữa đây đóng tư nè đó động tư nè cô ta bơi là bơi có s nhớ nhá rồi đó là câu b bây giờ chúng ta chuyển sang câu c các bạn này bố của bạn na này bố của bạn na này cha bạn na này là một tài xế lái xe rất an toàn an toàn bạn thấy chưa safe safe các bạn nhớ âm cuối driver safe safe driver là tài xế lái xe an toàn đó lúc này là tính từ này đây, tính từ này các bạn thấy chưa? Rồi, ông ấy lái xe lúc này là động từ lái. Đây là tài xế, driver còn drive này là lái. mà ngồi số 3 số ít là phải có S. Ông ấy lái xe rất an toàn. À, vậy thì lúc này phải là trạng từ. Đó, các bạn thấy chưa? Safely. Dễ thôi. Đó, các bạn hình dung được chưa? Nó cứ thế mà ta làm. Chứ ta không có lăng tăng, không có lo lắng gì hết. Ta viết đúng là được rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục này. Câu D này các bạn này tôi là một vận động viên bơi rất là dở đó rất là dở và thế này bơi tồi nè bơi tồi bơi dở nè tính từ này bổ nghĩa cho danh từ bơi nè động vận động viên bơi nè đây vận động viên bơi tính từ bad bad đây là dở nè xấu dở nè đó vậy thì tôi bơi xấu tôi bơi không đẹp tôi bơi không giỏi thì chỗ này thành bad Badly đó trạng từ bổ nghĩa cho động từ bơi nè đó bạn hình dung được chưa đó cứ thế mà ta làm thôi rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu E này các bạn này Cô của bạn Hoa Cô của bạn Hoa là một người chạy Một vận động viên chạy chậm này Đó, chạy chậm Slow Slow này bổ nghĩa cho vận động viên chạy này Đó, slow này Slow đâu À, slow đây Đó, các bạn thấy chưa Chậm Đó Rồi, sao cô ta chạy chậm đúng không nào Lúc này bổ nghĩa cho chữ chạy Slowly Đúng không nào Slowly Đó Đơn giản vậy thôi. Rồi, câu cuối cùng của bài tập số 2. Anh của bạn Minh, anh của bạn Minh thì sao? Là một cầu thủ vườn quật đầy điêu luyện là một cầu thủ vườn quật đầy kỹ năng rất là giỏi đó các bạn skillful này đó đầy kỹ năng đầy điều luyện đó anh ta chơi rất điều luyện đó lúc này thằng skillful skillfully nhớ nhé các bạn nha skill Forly đó các bạn thấy chưa cái chữ này từ bốn chữ L các bạn thấy nhá skill for skill for hai chữ L đây hai chữ L này thành bốn chữ L nhớ nha anh ta chơi rất là điêu luyện chỗ này đó như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc bài tập số 1 và bài tập số 2 của cái unit 13 chỗ này phần A phần sports chỗ này rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục bài tập số 3 các bạn. Bài tập số 3 cũng rất là dễ các bạn, cũng kiểm tra trạng từ với tính từ cho chúng ta thôi, chứ không có gì khó cả. Bài tập số 3 mình cũng cố gắng giúp bạn làm nhanh thôi là hoàn thành những câu dưới đây sử dụng tính từ hoặc là trạng từ trong cái hộp này nè, đó. Người ta cho một là tính từ, hai là trạng từ. Việc của ta là chọn tính từ hay trạng từ để chúng ta điền vào. Và câu đầu tiên là người ta giúp mình điền cho mình rồi nè. Đây các bạn nhìn đây. Mẹ của tôi là đạp xe rất chậm. Đây, đạp xe này là động từ đạp xe này, lái xe đạp này, lái đạp xe đạp rất chậm này. Trạng từ bổ nghĩa cho động từ đạp xe này các bạn thấy chưa? Cô ấy là một vận động viên xe đạp, một người vận động viên xe đạp chậm chạp. Lúc này slow là tính từ. Bổ nghĩa cho danh từ này. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, đó là hai chữ chúng ta đã chọn được rồi đúng không nào? Đầu tiên là slowly, hai là slow. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bốn câu còn lại này. Chị của bạn ba bơi lội như thế nào chỗ này là động từ bơi đúng nào thì tìm cái trạng từ để bổ nghĩa cho trạng từ để bổ nghĩa cho động từ bơi này trạng từ đây bơi rất nhanh đúng không đó bơi rất nhanh rồi cô ấy là một người một một người bơi nhanh đúng nào đó à, chỗ này là thiếu rồi có hai chữ này vậy thì chỗ này là quickly nhanh các bạn nha đó quickly đó được chưa cô ấy bơi rất nhanh chỉ của bạn ba bơi rất nhanh Cô ấy là một vận động viên bơi lội nhanh đúng không? Rồi, tính từ vận động viên bơi lội nhanh bổ nghĩa tính từ quick. Đó, được chưa các bạn? Quick. Rồi, đúng rồi. Vận động viên bơi lội là chữ gì các bạn? Swimmer. Đó, swimmer. Đó, các bạn thấy chưa? Swimmer. Đây, vận động viên bơi lội đây này các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, ok. Đó, quick được các bạn chưa? Đó, quick. Rất dễ đúng không nào? đó các bạn hình rồi nhìn vô là phát hiện ra liền đúng không nào đó rồi đó là câu b bây giờ đến lượt câu c này các bạn này ông hải lái xe an toàn à, lái xe an toàn lái xe động từ lái đúng không nào động từ lái bổ nghĩa cho động lái xe an toàn là đây carefully đó carefully ca carefully đó đây chữ này được chưa ông ấy là một tài xế an toàn đây tài xế an toàn đây các bạn thấy chưa đây, safe driver này. Đó, safe drive và đó, các bạn thấy chưa? Đây, driver đây. Đó. Ông ấy là một tài xế an toàn đó thấy chưa? Ông ta lái rất là an toàn, đúng không nào? Ông ta rất là lái rất là cẩn thận này. Ông ta lái xe rất là cẩn thận này. Đó. À, xin lỗi. Này chỗ này một tài xế cẩn thận cũng được các bạn nè. Tôi quên rồi chứ, bỏ chữ safe đây careful chứ. Đó, careful người ta cho mình careful mà. Chỗ này careful rồi thì chỗ này phải là careful. Đó, careful các bạn nha Đây, careful. Đó. Rồi các bạn chịu khó nha, nó hơi cái chữ này này nha. Careful driver, careful driver. Ok, các bạn hình dung được rồi gì Rồi, đó là câu C. Bây giờ đến lượt câu D các bạn này. Câu D là sao đây? Nhìn đây. Hà chơi bóng bàn. Hà chơi bóng bằng đầy điêu luyện bởi vì hà chơi này động từ chơi này các bạn này bổ nghĩa cho động từ chơi hà chơi bóng bàn đầy điêu luyện skillfully đây skill skillfully đúng không đó hà chơi bóng bàn đầy điêu luyện cô ấy là một người vận động viên chơi bóng bàn hoặc vận động viên chơi bóng bằng điêu luyện đúng không nào đây cô ấy là một vận động viên chơi bóng bằng điêu luyện đây for à, skillful skillful đây đưa chữ này lên nha skill for đó được chưa đưa chữ này lên này đó chữ này này đó skill rồi vận động viên chơi bóng bàn đây đây là vận động viên tennis còn vận động viên bóng bàn là table table tennis play này player đó play đó được chưa các bạn đó dễ nha đó vậy là vậy thôi đó cô ấy là một vận động viên bóng bàn đầy điêu luyện à, đầy điêu luyện cô ta chơi đầy điêu luyện cô ấy là một vận động viên bóng bàn bóng bàn đầy kỹ năng đầy điêu luyện rồi rất là dễ nha các bạn nha rồi ok bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng là những cậu bé ở trong lớp của chúng tôi chơi bóng đá đây những cậu bé là số nhiều nè là được chưa đó chơi bóng đá động từ chơi nè đó động từ chơi chơi bóng đá rất giỏi chỗ này trạng từ hay tính từ chơi mà bổ nghĩa cho động từ đây buộc phải trạng từ well đó họ là những cầu thủ bóng đá giỏi good đó thấy chưa good cầu thủ bóng đá là gì các bạn cầu thủ bóng đá của chúng ta là football play đó football football play player đó player đó những cầu thủ họ là những cầu thủ họ là những cầu thủ có bóng đá giỏi này số nhiều bởi vì đây là họ này bạn hình dung được chưa đó họ là những cầu thủ bóng đá tuyệt vời giỏi đó còn không là soccer player cũng được nhé các bạn nha còn football players cũng được ok đó các bạn hiểu được chỗ này rồi gì đó là như vậy nha football football players rồi rồi hy vọng các bạn thích các video bài tập số 1, bài tập số 2, bài tập số 3 của unit 13 này phần A này và các bạn nhấn đăng ký kênh chia sẻ kênh để chúng ta cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân và chào các bạn